Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Tà Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi kèo trận đấu giữa Brighton và Chelsea. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của Premier League tại sân vận động The Amex của Brighton vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 10. Brighton đã và đang thể hiện rõ sự kỵ dơ cũng như khó chịu của mình với các ông lớn tại giải Ngoại hạng Anh. Cụ thể, trong 5 lần chạm mặt gần đây nhất, Brighton đã thành công trong việc cầm hòa Chelsea tới 4 lần và chỉ một lần để cho The Blue giành được chiến thắng. Lần gần nhất hai đội đấu đầu nhau cũng là một trận hòa. Tỷ số là một đều sau trận đấu tại sân Amex. Với 15 điểm có được sau 11 vòng đấu, Brighton hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Cho dù có được phong độ đầu mùa cực kỳ thuyết phục, tuy nhiên ở giai đoạn gần đây, chim mong biển lại hơi gặp vấn đề. Họ đã có tới 3 trận thua trong 5 trận đấu gần nhất, còn lại là hòa 2. Hàng công của mong biển đã ghi được 15 bàn sau 11 trận đấu, một con số tương đối tốt với một đội bóng top giữa. Thi đấu xuất sắc nhất bên phía hàng công Brighton đương nhiên sẽ là Leandro Trossard khi cầu thủ người Bỉ đã có cho mình 6 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Liverpool. Alexis Mac Allister cũng đang có một phong độ xuất sắc, số 10 đã bỏ túi cho riêng mình 4 bàn thắng. Hàng thủ của mong biển không quá ổn như hàng công khi sau 11 trận, họ đã để thủng lưới tới 14 lần. Theo kèo châu Á, Brighton chỉ thắng 1 trong 5 kèo đấu gần nhất, đồng thời nổ 2 tài và 3 xỉu. Chelsea dưới thời huấn luyện viên Graham Potter đang có chuỗi trận cực kỳ khởi sắc và thăng hoa. Cho tới trước vòng đấu thứ 12, Chelsea đã có được chuỗi 5 trận toàn thắng dưới trướng huấn luyện viên 47 tuổi cho tới trước khi bị Brentford cầm hòa. Tuy nhiên, chuỗi bất bại của Chelsea vẫn đang kéo rất dài khi họ vừa nâng mạch bất bại của mình lên thành 9 trận. Như vậy, tổng cộng trong 5 trận đấu gần nhất, Chelsea đã có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa sau khi họ hòa Man United ở Premier League và đả bại Sunderland ở C1. Với phong độ tốt sẵn có, Chelsea đang có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ có được 6 chiến thắng, 3 hòa và 2 thua. Hàng công của Chelsea đã ghi được 15 bàn thắng mà trong đó phải kể tới công của Raheem Sterling với 3 bàn, Kai Havertz 2 bàn và hay Marco Guerrero với 2 kiến tạo. Theo kèo châu Á, Chelsea đã thắng được 3 trong 5 kèo đấu gần nhất, nổ 1 tài và 4 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,5. Cả hai đội đều đã và đang là học trò của Graham Potter, đều có lối chơi tấn công khoáng đạt, vậy nên không ngạc nhiên nếu hai đội ghi được từ 3 bàn trở lên. Do đó, kèo tài sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Mức chấp nhà cái đưa ra là Chelsea chấp 0,25. Với phong độ hiện tại đang lên cao cùng dàn nhân sự chất lượng sẵn có, Chelsea là đội nắm cửa thắng cao hơn và là lựa chọn hợp lý hơn cho kèo handicap. Dự đoán Brighton sẽ thất thủ 1-2 trước Chelsea trên sân nhà. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.